Tiêu Phong và Hư Trúc đại chiến, ai sẽ chiến thắng? Một người đi lên bằng thực lực của mình, còn người kia có được nội lực của ba đại cao thủ. Nếu đấu với nhau thì ai sẽ là người chiến thắng? Tiêu Phong và Hư Trúc tỷ thí võ công thì ai sẽ là người mạnh hơn? Đây chắc hẳn cũng là câu hỏi mà rất nhiều người hâm mộ Thiên Long bác bộ đặt ra. Một người vốn có địa vị và võ công vô cùng thấp kém. Bản thân cũng không có gì nổi bật nhưng nhờ may mắn mà trở thành một cao thủ có công lực mạnh nhất nhì thiên hạ người kia thì ngược lại, anh ta là một trong những đại anh hùng xuất chúng. Kiều Phong nhờ năng khiếu bẩm sinh, vừa học là tinh thông, nhờ trải qua bao trận chiến mà từng bước đạt được cảnh giới mạnh nhất. Hư Trúc quả thực là một trong những nhân vật có số phận đặc biệt nhất trong Thiên Long Bát Bộ. Sự xuất hiện của Hư Trúc vô cùng mờ nhạt. Hắn vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được thiếu Lâm tự nuôi dưỡng. Hư Trúc không có chút gì nổi bật, hắn là một người thật thà có phần hơi ngốc nghếch từ nhỏ tới lớn chỉ ở trong chùa nên thiếu đi sự trải đời ngoại hình của hư trúc thì thuộc kệch xấu xí võ công của hư trúc rất tầm thường ngày thường chỉ đi theo phụ giúp việc cho các sư thúc và sư bá thứ duy nhất mà hư trúc có chính là lòng nhân từ và cũng nhờ nó mà những cơ duyên may mắn đã lần lượt đến với hắn từ một nước cờ vu vơ để cứu đoàn viên khánh mà hư trúc vô tình giải được thế cờ trân lung mà bao nhiêu năm rồi chưa có ai giải được vì thế, hư trúc được chủ nhân của thế cờ Trần Lung là vô nhai tử truyền cho 70 năm nội công mà ông đã tu luyện, đồng thời trao chức vị trưởng môn phái tiêu giao cho hắn ta. Sau đó, cũng vì lòng nhân từ, hư trúc một lần nữa cứu được thiên sơn đồng lão và được bà ép học nhiều võ công thượng thừa, học phép thi triển và hóa giải sinh tử phu và cả ép phá giới với công chúa nước Tây Hạ. Cuối cùng, Hư trúc được thiên sơn đồng lão và sư thúc Lý Thu Thủy trước khi chết truyền hết nội lực cho đồng thời hư trúc còn được thiên sơn đồng lão truyền cho ngôi chủ nhân của linh thứ cung do đó hư trúc nhờ có nội lực của ba đại cao thủ phái tiêu dao mà trở thành nhân vật có võ công thượng thừa tuy nhiên trong trận đấu với đinh xuân thu hư trúc vì kinh nghiệm không đủ bị cư ma trí ám toán nên khi đối phó với đinh xuân thu đánh mãi không thắng nhờ cao nhân chỉ điểm mới chế phục được lão từ trận chiến với Đinh Xuân Thu đã thể hiện rất rõ ràng Hư Trúc còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu và chưa sử dụng thuần thục nội lực của mình. Về phần tiêu phong, hắn cũng có lần chiến đấu với Đinh Xuân Thu. Tiêu phong một chữ tất sát đánh lui Đinh Xuân Thu mà không có gì khó khăn. Sau đó, tiêu phong chấp cả ba người Đinh Xuân Thu. Bộ Dung Phục và Trang Tù Hiền đều là các cao thủ đáng sợ bậc nhất giang hồ bấy giờ. Từ đây có thể thấy, tiêu phong thực sự là một chiến thần anh ta có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Hư Trúc rất nhiều. Còn so với Tiêu Phong, Hư Trúc với nội lực nhận được từ ba đại cao thủ phái Tiêu Giao sẽ mạnh hơn nhiều. Nếu Tiêu Phong và Hư Trúc tỷ thí võ công thì chắc chắn Tiêu Phong sẽ thắng bằng những đòn tấn công hiểm hóc và kinh nghiệm chiến đấu của mình. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn